Bây giờ mình hát bài gì để tặng bà con đây? Dạ. Bà con bác muốn nghe hơi dài hay hơi ngắn? Dạ. Dài hả? Giờ dài cũng được nha, từ từ đi. Từ từ mới có dài được. Dạ. Bây giờ mình hát bài gọn gọn trước em ha. Bài Lý Chim Quyên được không? Đêm lạnh chùa hoang. Vô. Đồng chí Đờn ơi, đêm lạnh chùa hoang, đồng chí Đờn ơi. Dạ. Dạ, cũng Đờn Lý Chim Quyên. Là thứ gì? Vậy bà đến đây làm gì? Nói. Sao không nói nữa? Một hành thích ta hay là cướp nước mất bật đồ? Nói. Mỗi đứa mở sinh ca một tuần rồi. Sửu. Không. Ta không muốn sửu người móc cổ. Trả lại cho anh bằng xưa.
lâu ngày nay nấu cay đắng nỗi thương sâu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thần dẫn lá cho cánh chim nhỏ cô đơn có nơi xây tổ ấm thì mới chớ chọi xa đi biến thành cơn bão đi cuốn xoáy đời anh vào cơn gió vàng. Tại hội quán Bình Dương ăn cái thảo luôn, nhưng với điều kiện. Điều kiện gì?
Cô bán bánh bông lan, biết bài bánh bông lan không? Bán bánh bông lan là phải biết bánh bông lan chứ. Anh này hỏi mộ ghê luôn á. Trời trời, ngon ngon dữ ta. Bây giờ cô ca thử đi, nghe ngọt tôi mua hết luôn. Ok anh. Khoan khoan khoan, cho tôi ca dưới. Tôi thích ca lắm. Để hai của mình cùng ca. À, đây là cô bắt đầu trước đi. Nếu mà anh ba
Dạ, liên tục chương trình Quý Hoàng xin phép sau ca cùng với nam nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh. Bài tôi cổ được mang tên Lý Chiêm Viên. Dạ, mời mọi người nghe ạ. Bye.
vừa đợt vừa hát, và ông bác có xem anh Thanh vừa đợt vừa hát bao giờ chưa ạ? À? Ở hội quán mình là chưa đúng không? Giờ sao anh Thanh? Sao là sao? Là vừa đợt vừa hát chứ sao giờ người ta coi. Dạ. Căng lắm. Dạ, lâu lâu mình thử nghe đi cho dạ. Cho ông đợt ngồi nghỉ một bữa đi. Bà con bác đồng ý không? Dạ. Để kéo dây đàn cho anh ha. Vậy là phải chờ chút xíu để kéo dây đàn ra. Với Thanh ngồi trong đó thì không ai có bà thấy bác không thấy rõ. Dạ à. Dạ rồi dạ, dạ, âm thanh hỗ trợ anh nha. Dạ dạ rồi anh à, Đào Vũ Thanh thì lúc nào đến hậu quán có sao biệt trường cũng như là hát cũng như là hết mình luôn thì mi đẹp không à không vừa nghĩ chắc bữa nào nói anh Đào Vũ Thanh phải làm một cái mini live show ở hậu quán có sao biệt trường để phục vụ quý bà con để suy nghĩ cái hát tiếp mục gì đây. Nhí còn này không? Nhí nhí ờ ý có còn phải không rồi bây giờ ý với Nguyễn Hồng Hạnh ra hát 12 con hùng hoàng nữa đợi hơi được không? Dạ đúng không ạ? Dạ hai chị em kết hợp hả? Kết hợp đi. Dạ anh Đờn hả? Anh Đờn thôi hả? Anh kêu xuống Đờn đã giờ không kêu Đờn thôi. Ý là tưởng anh vừa Đờn vừa hát bây giờ anh Đờn hai bạn hát thôi phải không? Vừa Đờn vừa hát luôn. Rồi đúng không? Không cho thôi Đờn thôi khỏi hát. Thôi vừa Đờn vừa hát đi. Tại vì hả? Hay. Dạ tôi vừa thấy cũng có một vài cô chú anh chị cũng lớn ở xa cho nên tranh thủ về trước. Dạ. Ở gần cứ vừa nghỉ chắc chị hai ra đây với em chị hai ơi. Bà con bác cũng sẽ là có gì ở lại đi. Bà vô dài rồi. Dạ. Đi xuống. Thôi cũng vừa đi xuống nha để nhường sân khấu cho ba anh em. Cảm ơn cậu bác. Nói nữa đi anh. Ôi.
Alo. Được cả nhà. Mình không có dây hả? Chị đeo á. Chị mang dây á. Chị phải ngồi vậy chứ đứng đâu. Không có dây là phải ngồi rồi. Cặp mình cái ghế nữa chứ không vô quá. Dạ. Thường đời này có cái dây thì mình đứng được, còn có dây thì mình không có đứng được. Phải ngồi rồi. Cặp ngồi cho nó sang. Ngồi còn ngon, có hai cô gái đẹp nha. Trời ơi, phục vụ tận tình luôn, quá trời chu đáo luôn. Không, không đâu bằng hội quán ngôi sao thì nhiều. Chị hai, sao, sao đám cưới của em, chị không về dự gì hả chị hai? Ở trong đó sợ nó không lan được nha. Diệu à? Dạ. Dù biết em có thành hôn với ai đi nữa Thank you.
Cảm ơn những tình hoa thân thương của cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Dạ, trời ơi, chưa thấy ở đâu mà dễ thương bằng ở đây luôn. Dạ. Hy vọng là anh Thương Dừa sẽ tạo cho em nhiều cơ hội để em hát nữa nha anh. Dạ, dạ cảm ơn ạ. Bây giờ có ai lên hát cái thanh không ạ? À? Bây giờ hát cho khán giả cho vui ạ. À. Có ai không ạ? À? Có bà con nào lên hát không ạ? À? Hôm giờ chắc cũng khuya hả cả nhà ha? Giờ mời MC lên điều động. Dạ? Khuya rồi. Ha? Hả? Bây giờ mẹ mà con bác nói hát tới 11 giờ mới bắt về. 11 giờ hả? Đó, cho nên còn bài nào móc ra đi. Nhiều bài lắm. Dạ. Anh hát một mình hay là hát với Dĩ hay là hát với Hồng Hạnh? Dạ. Hay là hát với bà con cô bác? Hát bà con cô bác thì vui. Vậy như mình bất tử sợ mà ông bác không thuộc bài sao? Bài bà con cô bác nào thuộc thì lên hát cái thanh. Hát con cháu lên ba được không? Giờ thuộc cháu lên ba hay là không giờ rồi anh ngủ đi anh. À bây giờ để Thanh hát một bài này. Bài này Thanh chưa có hát ở đây. Trống loạn thưa ông Thành cả nhà ha. Dạ. Dạ. Mà hát cái mình cùng nhau mình về một lượt cho vui chứ đang hát mà quý vị về đây rát lát đát buồn lắm cái nhà. Dạ. Dạ rồi bảo mát cho anh Thanh một tràng pháo tay nữa đi ạ. Thank you.
kéo dài cần chiến đang sẵn sàng. Đơn hay quá. Dạ, sao được ạ? Ổn không? Đổ mồ hôi luôn. Dạ, thì anh lúc nào cũng vậy, rất là nhiệt tình. Lúc nào lên sân khấu hội quán hay sao bị dường cũng có hát liên tục này luôn, hát mà rớt mồ hôi hộp luôn. Dạ. Giờ sao? Tại vì bà con cô bác gửi tình cảm sâu sắc, yêu thương đến hội quán ngôi sao Việt Dương, mà Khương Dừa là mời Đạo Thanh đến đây thì Đạo Thanh phải trải hết lòng mình để đáp lại tấm chân tình của bà con cô bác bấy lâu dành tặng cho Đào Vũ Thanh cũng như là hôm nay. Dạ, cũng
anh là đến 3 lần nữa đúng không anh? Dạ, là một trong những nghệ sĩ đến đây 3 lần rồi. Cô vừa sợ bạn bác nhà xa quá cho nên thôi anh Thanh ảnh nhà gần đây anh hát tới khi nào cũng được. Nhưng mà thôi cô vừa nghĩ chắc bao nhiêu đó là vừa đủ thôi mà bác. Dạ, để bữa sau anh còn tới anh còn hát nữa, còn nhiều bài hay lắm. Cất dạ sao? Làm sao quá. Hay là muốn hát bài nữa? Cả hai đua chẳng biết gặp gần nhau đây rồi phải chia xa mọi người mọi nhà chẳng biết nhớ thương khi làm buồn. Dạ, Đạo Thanh hẹn lại bà con cô bác một ngày gần nhất. Đào Vũ Thanh sẽ hát thật nhiều để đáp lại tâm tình của bà con bác dành tặng cho Đào Vũ Thanh bấy hôm nay, đặc biệt là tối hôm nay. Xin chân thành cảm ơn, cảm ơn. Dạ, cảm ơn rất nhiều, chúc anh sức khỏe và hẹn gặp lại anh trong tháng 9 nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, ôm cái. Dạ, chốt là tháng 9 luôn rồi. Bên đây cũng. Anh Hương chốt là tháng 9 luôn. Bắt tay thôi, phải không? Nguy hiểm. Dạ, chào cả nhà, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Rất là dễ thương luôn.